ដូច្នេះបន្ទាប់ពីយើងរៀន physiology នៃបេះដូងហើយខ្ញុំក៏មានជា flash quiz សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដើម្បីធ្វើការ feedback នៅអ្វីដែលយើងបានរៀនកន្លងមកនេះហើយនៅក្នុង flash quiz 1នេះគឺមាន25សំណួរហើយបងប្អូនមានរយៈពេល30នាទីរាល់សំណួរហើយជាសំណួរ quiz អមទាំងអស់ចាំបងប្អូនត្រៀមក្រដាស់និងប៊ិចឲ្យហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលសំណួរទាំងអស់គ្នា
đúng chứ nè. Còn bị dương thư quý hai tập học này dương chạy nữ ta dương bàn chóp được gần kẹt cho buồn mà phải làm xử này quý ní hai dương ai bà to cho quý mùi tiết cư flash quiz thủ bởi nhầm mình quý mùi tiết cư dùng đọc physiology đuôi cơ ní đuôi cơ hạt physiology ní hai bà xem thì nè tập học cho tạm đa nữ mê điên đuôi cơ xung lưu trong lời bạn tham tốt, hãy subscribe lên YouTube mặc nhóm, lại channel chúng mình tốt được bổn thí, rồi còn join Facebook page mặc nhóm, làm bài dương riêng thì mới kinh nghiệm tiết, rồi còn miền comment miền sầm lúa, rồi còn miền cả smile icon tháp nè, rồi làm bài những phần video càng cao càng tiết, bài càng đẹp ao tiết, làm bài còn không ai dừng được, số mặc còn số chụp đẹp đi.